Đối với thực hiện báo cáo nước ký khách ở huyện Hồng Hóa, Thanh Hóa lúc này đang là buổi chiều ngày mùng 2 tháng 7 năm 2022. Và đây là bức tranh quê xưa kích thước cỡ 2 là cao 1m13, dài 2m17, giá 40 triệu tại xưởng. Là chúng tôi đang chỉnh trang lên, tí nữa sẽ đánh xi vào này và sau đó sẽ đưa vào đóng gói trong này. Đóng gói thì cái lớp mà sau cái bức tranh sẽ chỉnh trang xong thì sẽ được bọc bằng cái giấy ni lông này. Đấy, để cho nó thật sạch. Sau đó nó sẽ được úp xuống cái miếng xốp trắng này. Và bên ngoài của cái xốp trắng này sẽ là bìa. Đấy, cái bìa to được giải sẵn. Và bên ngoài cùng lại là một miếng bạt này nữa. Tóm lại là qua mấy lớp thì hết sức là cẩn thận. Sau đó mới được là gấp quấn lại và dùng băng keo dán kín. Và tiếp tục lại dùng cả cái dây này. Đây, cái dây mà chuyên chằng cốt pha đây. Đấy, chằng buộc kỹ, xong là chuyển ra bưu điện. Đấy, cái công việc này thế thì báo cáo để bác ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa để bác yên tâm nhé. Và báo cáo các bác khác là đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu C của Đỗ Hiền. Nơi đây là đang có đến 300 tấm tranh khảm. Đây này, cực kỳ là nhiều tranh ở trong này quý vị này. Ở đây là tranh có 4 cỡ, 1, 2, 3, 4. Cái tấm mà bác ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa lấy là cỡ 4. À quên, xin lỗi, là cỡ 2. Còn đây là cỡ 1, nó to này, dài 2m53 này, một loạt luôn này. Ở đây cỡ 3 này. Đấy, cỡ 3 này. Còn cỡ 4 tôi để trên tầng 2, tầng 3 rồi. Đây, cỡ 1 này, bước trong này là cỡ 2 này. Đấy, đại ý như vậy. Để báo cáo các bác là hàng hóa rất nhiều. Các bác có nhu cầu gì cứ nhắn vào số Zalo 0967666111. Hoặc điện thoại cho tôi là 0984666999. Đồ gỗ Đức Hiền sẵn sàng là phục vụ cái nhu cầu về tranh cũng như các cái hòn ngó đồ gỗ khác cho quý vị. Xin tạm biệt quý vị tại đây. Lúc này là chiều mùng 2 tháng 7 năm 2022.